rất là ánh diện khi được đến đây, và đây cũng là lần đầu tiên cảm thấy bước vào trong chánh điện có một sự gì đó làm cho ta cảm thấy nó thanh tịnh, nhẹ nhàng. Và nếu mà có thể các bạn cũng thể một lần thử đến đây, và nó cũng là một cái gì đó là hành trang cho các bạn. Ok.